Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đánh dấu một mức quan trọng của giáo dục phổ thông. Đây là kỳ thi của lớp học sinh cuối cùng học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, nếu xét về quy mô, tính chất, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay hoàn toàn không có gì khác biệt so với những kỳ thi năm trước. Chúng ta vẫn là cái diễn ra trên phạm vi toàn quốc, chung đề, chung đợt, chung kết quả, vẫn cái mục đích là để xét công nhận tốt nghiệp cho các em, cung cấp ý, kết quả dữ liệu quan trọng về các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng à, xét tuyển sinh và là căn cứ để đánh giá công tác quản lý, công tác dạy học của các cơ sở à, giáo dục. À, đến giờ phút này, có thể khẳng định là từ Bộ Giáo dục Đào tạo đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố, các sở giáo dục đã chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, thân thiện và hết sức chú, chú đáo. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông rất quan trọng với học sinh khi kết thúc hành trình học tập phổ thông mở ra hành trình nghề nghiệp và cao hơn. Thấu rõ điều này, thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã chia sẻ động viên các em học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đối với các em học sinh, tôi mong rằng các em giữ gìn sức khỏe và phòng thi với một sức khỏe, tâm lý thể trạng thoải mái nhất, nghiên cứu kỹ lưỡng đề thi, vận dụng tối đa kiến thức, kỹ năng đã được học để làm bài và tuyệt đối là không vi phạm mà quy chế đối với các cán bộ tham gia coi thi thực hiện đúng theo chỉ đạo của bộ là bốn đúng ba không với cái tinh thần trách nhiệm mà cao nhất, tính tạo nên một cái trường thi nghiêm túc, an toàn nhưng mà thân thiện và chu đáo. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6. Trong đó, ngày 26 tháng 6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 27-28 tháng 6, thí sinh làm bài thi. Ngày 29 tháng 6 là lịch thi dự phòng.